sẽ cùng đến với phần tái hiện về hai nhân vật nữ anh hùng đã qua tiết mục tiếng trống mê linh và phần thể hiện của các bạn đến từ tiểu trại 12 tên 1. Phần tái hiện là nhà mê linh thuộc vùng đất tổ Hùng Vương, có hai chị em Trương Trắc và Trương Nhị, con gái nhà tướng mê linh. Quê hương của hai bà là Trang Cổ Lai, huyện Yên Lăng, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, yêu nghề đều tương tầm. Cha mất sớm, hai bà được mẹ nuôi dạy trở thành những con người khẳng khái, có tinh thần thượng võ, lập được biết bao chiến công, được nhân dân trong vùng biết ơn vô hạn, khiến tâm hai chị em bay xa đến huyện Chu Nhi. Khi sắp, con trai là tướng Chu Nhi cũng là một người yêu nước, có ý chí vượt cường. Đến huyện Mê Linh, được nghe kể về sự tài ba và lòng dũng cảm của hai người con gái, Thi Sắc lấy lòng khâm phục. Rồi cuộc gặp gỡ tiền định đã khiến Thi Sắc, Trung Nhất, hai tâm hồn có chung một lòng yêu nước tha thiết cảm mến nhau. Mẹ lấy cơ hội, nhưng dần sống trong cảnh lầm than khổ cực, Thi Sắc và Trung Nhất đã cùng nhau dạy nhân dân cách làm ăn, biệt bỏ bên mình. Động trước sự xâm lăng của bọn ngoại bang, Thi Sắc chợt nảy ra ý kiến giúp dân chế tạo giáo mát để chống giặc. Họ cùng nhau bàn bạc tay mưu sự nghiệp lớn chống lại ác đô hộ của nhà Hán. Ở vùng Mê Linh bây giờ, nhà Hán cũng tôi định làm thái thú vật gia trị, một phần trung tâm của nước Âu Lạc cũ. Yeah.
Nữ tướng Oai Hùng đến từ tiểu trại 12 tên 1.